những điều thú vị về siêu xe Porsche 918 Spyder. Một, có 110 nhân viên tham gia quá trình tạo ra những chiếc 918 Spyder. Mỗi ngày dây chuyền lắp ráp 918 Spyder có thể hoàn thành 4 chiếc, có 15 trạm và mỗi người cần chính xác 111 phút để hoàn thành nhiệm vụ của mình. 2. Chỉ có 2 chiếc siêu xe 918 Spyder đã rời khỏi nhà máy mà không cần sơn lại. 3. Gói tùy chọn Waysack với giá 84.000 USD đi kèm lớp phủ ngoài lớp sơn bên dưới. Tuy nhiên, tuổi thọ của lớp phủ này tất nhiên không thể bằng sơn và Porsche đảm bảo rằng lớp vỏ bọc này có thể được thay thế nếu cần thiết. 4. Không có bất cứ máy xiết khí nén nào hỗ trợ quá trình lắp ráp siêu xe 918 Spyder. Porsche thực hiện điều này với hai mục đích: giúp môi trường làm việc luôn yên tĩnh, không có các đầu ống quanh không gian phòng lắp ráp xe giúp giảm nguy cơ làm hỏng lớp sơn do vô ý. Porsche cũng có thể theo dõi độ chặt của các bu lông thông qua kết nối Bluetooth. Các thông số về moment của từng chi tiết được in hoặc khắc lên chính chi tiết đó. 5. Động cơ của 918 Spyder có trọng lượng khoảng 140kg, nhẹ hơn khoảng 100kg so với động cơ 911. Các động cơ này được làm bằng Inconel, một hợp kim có khả năng giữ được kết cấu và tính ổn định ở nhiệt độ cao. Tất cả các động cơ được kiểm tra và xác nhận trước khi được lắp ráp vào xe. Quá trình xử lý nhiệt và khí thải bằng nhiệt độ cao sẽ thay đổi màu sắc trên động cơ và vĩnh viễn động cơ sẽ không trở lại màu sắc trước khi xử lý. 6. Mỗi tấm che nắng có 200 mối khâu và cần 45 phút để hoàn thành. Lõi của tấm che nắng được làm bằng styrofoam, ghế ngồi và vô lăng cũng được hoàn thiện trong cùng một nơi với tấm che nắng. Thời gian hoàn thành các chi tiết bằng da trên 918 Spyder nhiều hơn 3 lần so với thời gian hoàn thành các chi tiết bằng da trên 911.